Chào các bạn, mình đang ở chuồng voi Thảo Cầm Viên, thành phố Hồ Chí Minh. Thì ở đây voi đực và voi cái người ta nhốt riêng, chuồng này là chuồng voi cái. Thì chuồng voi cái có 3 con. Voi đực với voi cái phân biệt với nhau dễ nhất là con voi cái là nó không có cái ngà. Một chút nữa mình sẽ qua mình quay cái chuồng voi đực cho các bạn coi. Thì con voi đực nó sẽ có 2 cái ngà. Còn đây là cái hệ thống dây điện để cái sợi dây này nó có điện để nó chặn con voi lại. Con voi đến đây thì nó sẽ bị điện giật nên nó không thể vượt qua được cái hàng rào này. Chuồng voi đực có 1 con. Con voi đực này rất là lớn, cái ngà nó rất là bự. Thì voi này là voi châu Á, là voi nó có ở trong rừng Việt Nam mình đấy các bạn. Thì voi này thế giới nó có 2 loại voi, đó là voi châu Á và voi châu Phi. Thì con voi châu Phi nó sẽ bự hơn con voi châu Á này. Về đặc điểm của voi châu Á đó là nó có chiều cao từ 2 đến 4 mét và nặng từ 3.000 kg cho tới 5.000 kg. Ở trong môi trường tự nhiên thì con voi một ngày nó dành khoảng 16 tiếng đồng hồ để nó đi kiếm ăn và nó ngủ khoảng 3 đến 5 tiếng. Thức ăn của voi là các cành cây nhỏ, lá cây và trái cây. Mỗi ngày thì một cái con voi mà nó trưởng thành nó ăn khoảng chừng 150 kg thức ăn. Khi ăn đó là nó dùng dòi để nó gắp thức ăn và nó đưa vào miệng của nó. Video về loài voi đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.